The Santa Blanca cocaine production pipeline, led by El Yayo. It all starts in the fields with the harvesting of the Erythroxylum novogranitens, aka the coca plant. Of the 200 known species of Erythroxylum, only two contain usable levels of cocaine, so you have to know what you're planting. El Yayo knows what he's planting. First, his people strip the leaves off the plant. Then the leaves are dried, finally chopped, and sent to the lab. That's where this chick comes in. La Gringa here is an American chemist with Mensa-level IQ and sub-zero morality numbers. They take the chopped leaves, dust them with lime. That's right, lime. Then pour diesel fuel all over them. Stir for 3 days. You can use a washing machine or a cement mixer, but Santa Blanca does it by hand. Then they mix all this shit with sulfuric acid, a dash of caustic soda, and bam, cocaine paste. You dry it, chuck in more acid, and pretty soon you got powder. But now you have to purify it because no one wants to snort yellow powder. It's gross. So, a little more acid, some potassium permanganate, pyrolusite. Hungry yet? Filter it with ammonia and beautiful, pure white cocaine. But everyone knows how to do this, right? What makes Santa Blanca so special? What makes SB a brand? Because they figured it out. How to mass produce a custom product. Plant genetics, logistics, mechanization, state-of-the-art labs, reduction of redundancies, quality control, purity of chemicals, and of course, the secret sauce. They're geniuses. They've taken coke production into the 22nd century. What Henry Ford did for the factory, they've done for the lab. They're innovators, they're pioneers, they're SB. This is El Wei, real name Pedro Gil. And I know the first question you're asking. What the fuck happened to him? You know what pyrolusite... This is El Wei, real name Pedro Gil. And I know the first question you're asking. What the fuck happened to him? You know what pyrolusite is, right? Yeah, neither did I. Pyrolusite, key syllable pyro, by the way, is the shit they mine in Villa Verde province to turn coca leaves into high-quality cocaine. So what, you ask? El Wei's father was a miner. His grandfather was a miner. His grandfather's father was a miner. Basically, El Wei didn't have many options until El Buquita came along. You wanted to make some real money? Turns out he wanted to make some real money. Turns out, in fact, he was ambitious. El Wei wanted to improve pyrolusite to produce the best cocaine the world has ever seen. Ever hear the expression, it blew up in his face? According to our sources, El Wei is a generally affable guy. Good to his workers, cool with Unidad. Just don't ever, ever make a joke about his face. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands. Trong khoảng thời gian này mình có khá là nhiều tựa game đang đi chung với chúng ta là có Persona phần 5 nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ cố gắng quay cho hết và hoàn thành xong tựa game Ghost Recon Wildlands này. Và hiện tại là mình cũng chỉ còn một mảng duy nhất nữa thôi, là về mảng production, là bên chế thuốc này nọ kiểu. Thì chúng ta sẽ còn 1, 2, 4, 5, 6 con nữa, mà gồm cả boss luôn, 2 boss luôn. Thì hiện tại là mình đang làm cái thằng này tên là LW. Này sẽ khác mỗi khi đâu, nên mình sẽ chơi chơi chuột cái bàn phím. Hiện tại là mình đang chuẩn bị đi làm cái nhiệm vụ này. Lập laboratory. Cái này chúng ta đi phá cái trụ hàng của tụi này. Sáng láng sẽ làm xong nhanh cái này, để chúng ta còn khá nhiều cái game để chúng ta lên sóng. Hiện tại mình cũng tới nơi luôn rồi. Và hôm nay thì mình có một số thay đổi về diện mạo mới, tại mỗi tập mình đều thay đổi đồ liên tục để có cái gì đó nó mới mẻ hơn khi mà mình chơi cái game này. Tuy nhiên thì súng cổ thì mình nghĩ là mình vẫn nên giữ nguyên, thì hai cái súng này khá là ngon và nó hợp với sở thích của mình. Cái này thì cái nó có cái đầu lâu rất là ngầu và nói chung là chúng ta vẫn có thể dùng đầm nó thanh được. Còn cái HTI thì các bạn họ biết là nó cây này đam nó quá cao.
bắn xe thì do mọi giờ nó tiện hơn. Mấy lần trước mình có đã nói rồi, thì hôm nay chúng ta mặc cái bộ đồ của The Division. Cái set này mình kiếm được, nếu mà bạn nào chỉ cần có chơi The Division rồi, mình có quay cái tựa game đó luôn mà. Thì bạn sẽ unlock được nó trong cái Uplay, miễn là bạn có link cái account tới cái account của PlayStation hoặc gì đó. Mình chơi cho PC thì bạn có thể unlock được cái này, tương tự cho cái Ghost Recon Future Soldier chứ mình có đăng. Thì các bạn cũng chỉ cần mua cái tựa game Ghost Recon Future Soldier, không biết giờ nó còn giảm giá không. Mình mua cái tựa game hôm bữa cách đây mấy ngày nó giảm giá và cũng khá là rẻ. Nó với tựa game Splinter Cell Blacklist, mình mua hai game hết 7 mấy đô á, cũng rẻ, không mắc, hai game luôn. Thì chúng ta sẽ được hai bộ đồ này, đỡ hơn là chúng ta phải mua cái 3 cái DLC ha. Đồ DLC cũng không được đẹp lắm, nhưng mà được cái nó có súng ngoài chính xác. Another tango. Drone is airborne. Có điều là mình lo mà lâu mình không chơi cái chuột với tay cầm, mình không nhớ cái nút bấm. Mình là quen chơi bằng tay cầm, không mấy cái game như thế này mình là thích chơi tay cầm. Có tiện hơn, kiểu như mình vừa chơi mình vừa ngồi ghế này nọ, kiểu đỡ mình phải ngồi lên bàn phím, ngồi thẳng đứng lên chơi nó hơi phiền. Như là nó cũng dễ điều khiển hơn một số trường hợp. Yeah. Ok. Còn một thằng nữa rồi ta. Một với hai đó. Chắc là trên nóc. À đây đây, một thằng còn ở trên nóc. Hey, we got a narco. Over by that crate of medical supplies. Mấy nó đứng đâu nữa ta? Hình như, không, hình như chúng ta swat hết rồi đó. Để mình coi thanh niên rồi đứng lẻ lẻ cho nó chết đầu tiên. We got a mounted weapon. Để soi thôi mà có. Nhưng mà phải làm gì? I'm getting a position. Đó, nó phải làm cái chức năng kiểu như là I need to get to a better place. I got it. Cho phép bạn bắn kêu Ghost bắn mấy cái target acquired. Cái pháo đó, mấy cái chỗ mà lost my target. Báo thông báo này nè. Nó, I don't have a shot. Cái alarm. Đây là một cái shot. Có lẽ mình nên nâng cấp cái gì efficiency killer. Cái đó nó giúp cho mấy thằng Ghost đánh hiệu quả hơn nhiều. In position, target's marked. Just say the word. Roger, target acquired. Eyes on the target. Good to go. Ờ, sao vô chỗ này vậy? Thôi tự nhiên cái cục này mình làm bắn không trúng thôi. Rồi sao không sao không sao không sao. Frag out. Cái đồ nó không chịu sập ra. Còn thằng nữa, ê đây đây. Quá đẹp. Mình chúng tôi còn phải vô chỗ này. Cái đường vô không được. Cái này nó lỗi rồi sao á. Ôi, hấp đạn nó ghê chứ. Bữa nay mình có quán gì nào có hấp đạn. Sao đi vô trong đây, anh em ơi. Mình bấm knock out rồi mà nó không có đập thằng này nữa. Không nhận cái bên PC á, mình chơi mình lại ít bắn không cần ngắm nghe. Civilian down. Má bắn này mà trúng bằng sâu mới ghê chứ. Find some fucking cover. Ok, chúng ta xong rồi đó. Headshot đi. Deactivate đồ. Đây chứ phá luôn. Cái này chắc phải phá luôn rồi. Frag out. Come mierda culeros. Dữ dữ kiểu culeros gì đúng không? Next one. Ok, xong.
Con này tính làm nhanh mấy cái khúc này. Cho mình ngắn cái nòng nhắm thanh vô cái đây. Biết có ai này. Got eyes on a mounted weapon. Nghe tiếng trực thăng không thấy đâu. Chúng ta sẽ đi dài bảy thằng Elway. Mà không biết phải làm gì. Get a load of this. It has to be the cartel's operations center for Villa Verde. The local Buchan should have quarters there. Let's take a gander. Mà lần nào vô phải đi tìm cái vị trí để vô. Cái chỗ này nó chèo chèo cao quá. Mà lúc nào bên ngoài nó cũng có cái... Cái không chèo được ta. Ở đây nó vô. Có cái hàng rào lúc nào nó cũng che lại hết. Không vô được. Đây, mình coi drone cái này. Drone is up. Tango number 3. Just spotted one with submachine. Chúng ta phải tìm kiếm để xem cho mình nó có cái gì. Trong cái khu của Airway nó có cái gì để mình vô mình lấy hay sao. Mình không rõ nữa. Không thấy gì hết. Chắc là phải đi tìm cái manh mối hay là cái gì đó để tìm thằng Airway. Look at this little arsenal. These are homemade shotgun shells. Mexican pesos and birdshot inside. That's a signature. When Elway shoots somebody, he wants everybody to know it was him. Let's grab these and give Bowman a call. Okay. Này, nó biết rồi. Không sao, không sao, không sao. I got two Sicarios. The HQ building. Tưởng mà không thấy ai, bây giờ sẽ bật cái này lên cho ta dễ đi. Đi lấy cái này nó... I got one narco, inside the firing post. Down, you're giving yourself away. Got eyes on a cartel HQ building. Let's get a closer look. We rattled somebody's cage. Ồ, nó mém mà nó nghe. Quá hay, quá hay. Chúng ta cần phá cái chỗ này thôi vậy. Easy, easy. Bắn đi em ơi. Ồ, mình tưởng thằng nó gần á. Wow, 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 wow. Ơi, bắn vậy mà gục luôn. Còn sao chúng ta còn hai mạng luôn. Ồ, quá thanh niên đứa chưa xác mình luôn. Canh xác luôn. Lấy thằng Ghost chạy vô cứu mà luôn. Bắn, hồi đó chết liền. Nín thở luôn. Hang tight, I'm heading your way. Hang tight, I'm heading your way. Nhiều lúc giờ là mình chơi bằng chuột các bạn phải thấy mình Rambo nhiều hơn. Cũng đúng tại cái này nó chơi nó lẹo á. Mà cái chơi cũng phải thay đổi theo cái... Đi vô trong cái... À, trên đây nè, trên đây nè. Coi coi. Nhanh gọn lẹ. Một mẫu đạn mới. Kill Lieutenant. Lieutenant. Cứu quân Bento. Đặt tên nghe như người Nhật vậy. Reinforcement. Mình coi bản đồ qua đây. Có gì xa dưới vậy trời. Trời má xa vãi. Trời má xa vãi cái lờ. Possible luôn. Tất nhiên không rồi. Chúng ta phải đi kiếm cái gì khác. Không chồng mình possible rồi. Hey Bowman, I got a plan to trap Elway. How about we kill the Unidad captain and leave Elway's signature mình phải đi giết Unidad captain. Sound good? Devious. Make it happen. Bà này nói ok nhưng mà bà ôm bà chắc nhận cái điều đó rồi kêu mình đi giết luôn. Hay lắm. Bây giờ nó mắc kẹt giữa cái đám này. Ủa nó làm gì mà phát chết mấy thằng luôn vậy. Ôi vậy bắn vậy mà không trúng được gì nào. Rõ ràng mình chĩa nguyên cái nòng nắm vô người đó mà không chết.
Cái này mà không chết nữa mình bó tay luôn. Bắn chuẩn gì mà nhiều lúc cái game này mấy cái bực phải mà đứng trước mặt bạn nó chặn bạn là bạn không bắn trúng được. Khá là phiền. Ok để coi. Mình đi đâu nữa? I got it. I'll fly. Giờ phải đi trực thăng kiểu này nữa. Hơi khó lái nè. Mới ra nó đỡ hơn cái hồi beta. When I was a kid, a neighbor used to fill his shotgun with rock salt instead. That's some hardcore shit. Blasting salt into the wound. Nhìn xa dữ, 6 cây số. 6 cây số xa vãi. Mỗi lần lái cái này phải nhúng cái đầu xuống đi mới được. Vì cái game này nó đỡ hơn cái hồi mà mình chơi GTA 5 ở chỗ rồi GTA 5 đó. Chứ mà mình chơi lái máy bay á mà bạn không có cái numpad á thì bạn không chơi được, nhất là những người nào mà chơi laptop. Thì game này nó đỡ hơn cái là bạn không cần có numpad để chơi thì nó tiện hơn nhiều, những người nào không có thì họ vẫn chơi được. Chỉ cần dùng cái nút mà cơ bản là họ chơi được. Còn kiểu như GTA hồi đó mình chơi GTA 5 thì lên cái bản PC thì chúng ta còn phải có cái numpad. Giờ không biết nó có cái bổ sung gì nữa nhưng mà hình như theo mình nhớ là không, vẫn chưa gì rồi. Lái nguy hiểm vậy. Tự bản thân mình thấy mình lái cũng ảo thiệt. Ném nó tông vô cái kia rồi. Cái này có ai không ta? Có nguyên cái đèn xe khách ở dưới mà anh còn 2,6 cây nữa lên em ơi, đừng có đổ ngay bây giờ. Nói chung mà tính ra cái này lái khó hơn cả bên đây cầm PS4, các bạn chỉ cần đè bật cái nút mà bay lên là bay luôn. Mà nó bay hẳn theo người chiều về phía trước, còn cái này nó mình phải đẩy cần về phía trước mà nó cứ nhúng đầu xuống thì nó hơi phiền chứ đó. Mà không, nó không có bay. Kill Lieutenant Bento. Nó bay trên đầu Uridat. Giờ chúng ta đi quốc Uridat luôn, cũng ghê. Is that pyrolusite mine? It's honestly more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Probably safer than the other mines around here too. Có lẽ mình sẽ để dành cái máy bay này lát nữa mình cứ đi đâu thì lấy dễ hơn nhanh rồi. Thì bay lên cao tí rồi. Lại thích lái mấy cái máy bay này đỡ hơn là mấy cái máy bay mà ủa nó mà mình đáp đây mình mới vô được. Ui, nó nghi ngờ. Xuống máy bay mà nó nghi ngờ để coi nào thấy là khỏi máy bay đi, nó thấy hồi nó phát hiện bây giờ có đường vô không ta? Ở đây có hả? I got a target carrying submachine guns. Ê, bấm nhầm nút thôi. We got a grunt all by near the bunker. Đi nằm xuống rồi. Hồi trôn nó cái đây. Deploying drones. Spot chưa rồi, anh vô ta. Here's Captain Bento. Let's take him out. Cái này để mình gót cho gót xử lý đi. Target set, ready to assault. Roger that. Target mark on the target. Say the word. Sniper on that roof. That's one tango down. Dead captain is down. Let's plant those shotgun shells and get going. Near Bento body. Ô, còn hai ba thằng ở đây thôi. Để mình đợi cái cooldown ra. À, tức là nó nhử Unidad tới chỗ thằng Elway là nó đặt cái nạn của thằng Elway để có gì nó gây thù chú oán. Còn mấy này cũng thâm vãi.
Target's marked. Just say the word. Ok, để như đây dưới đây. Target acquired. Target acquired. Để mình đi lên mình xử cái thằng ở dưới rồi chúng ta sẽ xử luôn. Ready. Call the shot. Thằng sniper. Này thì sniper con. Chưa kịp gọi điện luôn. Okay, we're still good. Thằng kia đang làm gì trong kia, hình như cái này hết đất giống thằng này. Mình lấy đồ cái rồi chúng ta sẽ giết nó luôn. Nhanh gọn đẹp. Ủa 250 luôn. Hiệu quá đi. Rồi nó phát hiện rồi, nó phát hiện rồi. Chứ sợ nó gọi điện rồi giống gì đó, mình không muốn bị Unidad dí theo bây giờ, cho nên phải dí nó trước khi nó gọi điện. Nó thấy thằng này. Chúng ta sẽ đặt cái đạn của thằng LW ở đây. Tụi Unidad sẽ nghĩ là thằng LW dí thằng này. Come on, let's see what other trouble we can stir up. Cũng được nó chứ. Supply đi cũng nhiều quá đi. Nhưng mà chó 50 không đủ lắm. Mình đang cần nhiều hơn nữa. Kiểu mình cất skill wall thì nhiều nhưng mà đồ để ở nâng cấp thì không có. Giờ mình muốn chưa đi làm cái vụ kia. Mong là mấy cái chỗ này có nhiều nhiều tí cho mình xài. Với thanh niên của cái hội gì đó không rõ nữa. Thì để thuyết phục cái gì đó. Mình có cái gì đó, mình lấy cái này đi. Không biết được 250 không? 100 cũng được. Không nhiều nhưng mà khó còn không. Nói chuyện cái nhẹ thôi. I hear you'd like to get those Santa Blanca soldiers off your back. Por supuesto. Who wants to work like a slave for those narcos? Sẽ... If we could make that happen, would you be willing to abandon the mines for good? Pero no pueden. You can just kill off every Santa Blanca soldier in the country. If we could manage it, we would. But we can take out enough of them for you to have the time to gather your families and fleet. Lo agradezco mucho. Santa Blanca has taken over our place in San Marquesa. Clear out that mine. And we should be able to get cái bộ đội division này that we can make happen. Ok. Kill Santa Blanca Force. Lực lượng Santa Blanca tại Plum Giza. Nó nằm đâu trời? Nó nằm ngay đây luôn. Đỡ tiện. Nhanh gọn. Đường đi xa quá là được không? Đi xa quá thì mình phải đi lấy trực thăng hay gì nó đi mệt. Đi này cho gần gần tí. Đánh cho nhanh gọn lẹ. Vô làm kiểu đội division đó. Một thằng tặng nguyên băng đạn luôn rồi tối quá không đi nữa. Look alive, this is the miners' district and it's crawling with Santa Blanca. Ủa ý là nó kêu mình giết giết those miners are one step closer to leaving these parts for honest work. Copy that, compa. Troops on the way. Ý nó nói là mình kêu mình giết hết luôn hả? Thảo vậy? Giết từng đứa luôn, hết luôn. Hay lắm. Back it up, they're gonna see you. Looks like we grabbed them up. Ủa? Chưa thấy mình mà em đã thấy đi ra đi em ơi đi ra đi không cùng ai ơi chết cha mất nhở cái này nó chỉ bị nhiều lúc mà mình kiểu như mình bị mất máu nhiều quá cái đâm ra là nó đổi màu nguyên cái nồng ngắm luôn gì vậy? Không có thực tế lắm nhưng mà có điều thì ơi đứng mình nắp nãy giờ rồi người ta hồi nãy đứng lên nó bắn phát mình gục luôn hay lắm sợ nó đi em ơi đúng rồi bó phải vậy chứ. Thanks. Tự nhiên đứng là cái đó nó gục, gục luôn. Another tango. Snipe the sniper. Nó cầm cái súng là biết là thấy không biết sao mà vô được làm sniper. Giờ ta cầm súng là không bắn cũng chết nữa. Để thử súng lục coi. Cái cây này cũng ngon, Lady Killer. Đặt tên cũng bựa hết. Đó, Lady Killer quá đỉnh. Ý là nó chửi là mình nếu mình giết em này gọi là Lady á, chỗ đó là gái, trai. Oh,
một viên chết liền. Còn hai này nữa. Một viên cái đầu. Cái gì mày muốn làm cái gì? Mày muốn làm cái gì? Mày muốn làm cái gì? Mày ngon vô đây, mày ngon vô đây. Được chân té rồi, cái gì? Thế thì cái game này nó lố cái khoảng thời gian ban đầu của chơi đó. Nó chỉ cần nó... Lá không con? Lá không con? Clear. I could use some rounds. Clear here. That got kind of stressful, huh? Well, if you didn't want to be a gunfighter, you should have joined the Peace Corps. Heads up. We got a cartel resupply convoy on the road. Looks like one convoy truck dựng nghe luôn. Tiện nha. Watch the truck, we need the shit inside. Take cover. Ấy, một tiếp. Hay đó. Mình cứ tưởng là nó lại mình lấy luôn. Đó, xong tự nhiên thấy mình nó chạy luôn, hay đó. Hay thiệt. Rồi chúng ta chết hai lần rồi đó. Fucking hell. Sau cái này chúng ta phải đi giết cái thằng tiếp theo. Cái thằng cuối cùng cái khúc này. Ồ, sai dữ vậy. Talk to the local union leader in Villa Verde and see if you can get him to convince the miners to stop digging pyrolusite for the cartel. Muốn xe, muốn xe, out of the car now. Don't make this harder than it has to be. Yeah. Buckle up, people. I'm cool, let's move. Yeah, I'm cool, let's move, man. Trời ơi là trời. Sao không vô trong mà ngồi phóng thẳng ra ngoài đường, xe cán là phải. Nhiều lúc mình đâu muốn cán mấy thằng thường dân đâu. Nó chơi ngu á. Đi vô lề ông đi. Ông Hải ông làm đường cho là mà ông chịu đi. À, phóng thẳng ra ngoài đường. Hay lắm. Bảo sao nãy cán mình cán nó bay luôn cục thiệt. Có một kìa mà ơi. Chỉ vì không nhìn đường. Chỉ vì không nhìn đường mà giống như Doctor Strange nha. Phóng thẳng ra khỏi đường. Chúng ta đi đường tắt đường mà. Đi đường rừng nhìn nó có vẻ hơi tối nhưng mà không sao. Đi đường này vẫn nhanh hơn một tí. Tí xíu. Cái xe. Lên, đúng rồi. Đó, tiếp đi rồi. Tiếp đi. Có Uriat tới nữa. Cái này làm thấy mắc sợ rồi. Chúng ta giết nguyên cái đám này ở ngay cái mỏ này. Call Pakatari for some reinforcements. Chúng ta còn reinforcement nữa hả? Không, chúng ta không cần. Chúng ta thử xử mấy thằng này trong một cái này. Got eyes on a mounted weapon. Có thay đồ đấy. Một phát là chết liền. Nín thở liền. Nghỉ khỏe luôn. Enemy activity nearby. Trời gần sáng. Tắt cái này được. Over by the parking area. I got a target carrying submachine guns. Còn ai nữa không ta? Mình chỉ sợ mình spot thiếu thôi. We got some light panels here. Marking an enemy. Bắn cái mặt cái này nó cái nòng này nó dễ canh hơn. Mà bị cái nếu mà bạn ngắm xa nó không có hiệu quả lắm. Watch for civilians. We don't want to kill somebody by mistake. Dính luôn. Wounded that bird on patrol. Watch out. Quá đẹp, để mình xử tiếp hai thằng này ra. Chỉ sợ nó thấy thôi. We got tangos, danger close, on a mounted weapon. Wow. Okay, all clear. Target's confirmed, ready to assault. Roger that, target marked. Xử lấy nó đi. Say the word. Chết luôn. Chưa chết nữa. Quá đẹp. Quá ngồi trên đây chưa không cần di chuyển. Chúng ta xuống lấy skill boy thôi. Yeah man. Quá easy.
Ủa sao lên level 29 luôn à? Đó. Smart là level 30 á. Mình không ngờ là ủa mình phải đi tới cái trạm của Unidad ta. Reach the token Unidad Bay. Mình ủa là mình nghĩ là nó là bên sang tập lãnh cao. We're crazy sneaking into there. We don't get paid enough. You don't get crazy pay. I hear it's like 3 times combat pay. Nói chuyện trải bá, cái shop cũng hay. Tụi nó đòi trả tiền nhiều hơn để vô, đột nhập vô chỗ này. You don't get paid to do this, man. Chứ ta không bị trả tiền để làm mấy cái này. Mình làm sao đi? Mình nghĩ là mình nên đi check thông tin. Rồi chúng ta sẽ vô chứ đường không hẳn vô. Mà chúng ta không biết đường vô, nó hơi phiền. Lỡ được tiền thấy bà. Just spotted one with submachine guns. Chắc đâu đây có intel hay gì đó. He makes five. Đây đây. Vừa vô cái thấy luôn. Unidad bird approaching. Stay down. Còn có chỗ nào có không? Giờ ta nó không có update cái nhiệm vụ lên cho mình thôi. Hey, an Unidad soldier. Point him out. Over by the turret. Nghĩa là không, tại vì hôm nay nó có cái này là chính mà. Enemy spotted. I got a target carrying submachine guns. Bên đây còn gì nữa không ta? Không, mình nghe là không chắc mình có mỗi cái đó thôi à. Cho chúng ta sẽ vô luôn rồi. Hey, I spot two riflemen by the helipad. Chúng ta không cần phải giết hết đâu, chỉ cần vô thôi được rồi. Target's marked. Standing by for go order. Target acquired. Standing by. Copy. Target marked. Repeat. No target. Giết được không? Giết được không? Roger, target acquired. Còn thằng nữa, còn thằng. Lost visual on the target. Đầu tao có một thằng nữa nè. Vãi cái chữ. Thôi để mình giết thằng này vô. Còn lấy coi. Got a grunt all by his lonesome. We're cool. I don't see him. At the entrance to the camp. Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Cái này mình không thấy này đâu. Mình chỉ sợ nó phát hiện cái xác thôi giống gì đó. Cho nên nó lý do tại sao mình phải đi giết hết rồi chúng ta mới tính gì tính. Đó, chúng ta giết hết rồi đó. Để mình hack vô cái xem có gì. Vị trí của con Elway nằm đâu. Mà nó gõ, Unidad has a tracker on Elway's car. We better hurry then before they find him. Capture Elway. Ô, nhìn ở đâu cũng được chứ. Có massage hết. Thế nghĩa là nên lấy cái trực thăng đi. Unidad with submachine gun. He's alone. Tell me where. By the camp entrance. Ra khỏi chỗ này đi, chúng ta không có bắn. There are a lot of lights and switches. Chỉ sợ nó nghi ngờ, nó bắn mình thôi chứ gì vậy. Còn không, nó bay ra ngoài bình thường. Nó cũng chỉ là tưởng là... Alright, let's roll. Ok, ngon, chúng ta ra khỏi dòng này rồi. Vẫn chưa biểu hiện, quá đẹp. 2,6 cây. Xa phết đấy chứ. Nhìn cái chỗ này bắt đầu đẹp hơn rồi đó. Nhìn dưới đây, nghi ngờ hoài vậy. Ra khỏi chỗ này nè mà. Chỉ có bắt thôi chứ không được giết đúng không? Nói mình cũng khá là đơn giản với việc này và để coi mình làm được gì. Nếu mà mình chơi co-op thì nó tiện với mấy game đó các bạn. Hay các bạn bè dùng cái bạn dùng drone EMP á, nó làm xe nó dừng luôn. Nếu như đang di chuyển gì đó, còn nếu mà không thì nó tại cái bi thì chúng ta không cần phải dùng cái drone EMP. Nghĩa là chắc nó đang di chuyển rồi, đang lái xe rồi. Nó đang di chuyển nè. Ready? Fire, fire, fire. Vehicle. Got eyes on our way. Ready. Hold the shot. Ready? Open fire. Taking a shot. Copy. Ngon mày, tự nhiên trúng cái xe của Unidad ta.
fire. Wilco. Oh, địt. Giờ mình chọc tức nguyên cái base của thằng kia luôn rồi. Địt. Chúng ta mình nghĩ là chúng ta đang lấy cái xe rồi. Chứ đi kiểu này không ổn mà. Để coi drop xe được không. I asked the rebels to drop off a ride. We got your vehicle, compa. Đó, seat chain đổi chỗ đi, mình lái xe. Đi xa phết. Nếu là mình không nên bay vòng vòng cho nó để bây giờ nó bị kích động rồi. Sao nãy dừng xe ngay đây ta? Không dám chạy nữa mày, xuống xe luôn. Ngó professionals to snag me. Respect, gringos. Lên xe đi. Vô. Nhanh. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi. Going on menu. Ủa, cũng gần đó chứ. Nó vừa chạy tới cái chỗ mà chúng ta cần phải extract nó luôn. We still alright. Escomo, I know this was our business. Thanks, Owen. We don't hate you either. I mean, los. Đúng rồi, chúng ta đâu ghét nhau, nhưng mà chúng ta có công việc phải làm. Đúng không? Mày có công việc mà tao cũng có công việc. Và mày là một trong số những công việc mà tao phải làm. Ah, Mr. Elway, you are one ugly motherfucker. Chingado, I get it now. She like a spook, huh? Have a seat. Aguanta. Respect, fool. But lady, I'm not a snitch, right? I know you have to be macho and mouth off, but I'm gonna make you talk. Even if I have to burn off what's left of your face. We don't need to get rid of your body, we just cremate you. Hey, chill, okay? I'm sure I can spare a few tidbits. Hey, everybody just relax. Innovation versus experience. Technology versus tradition. Youth versus age. La gringa versus el yayo. I had been hoping they would complement each other, but they could not get along. They were too different. I have been producing cocaine this way for years. That's exactly the problem. Our product was so good, the demand was only increasing. We couldn't keep up. I don't care how you do it. Science, tradition, or voodoo. Just make more. Or I'll find someone that can. You all know El Yayo. Highest ranking Bolivian in the Santa Blanca cartel and their head of cocaine production. But you may not know his grandson. Gonzalo Yana, aka El Emisario, the emissary. Yayo taught Emisario everything he knows. How to produce the best polvo in all of South America, how to maintain relationships with the local Bolivians, and most importantly, how to serve your Santa Blanca masters. Emisario looks up to Yayo, would do anything to honor him, to make him proud. Which is exactly what makes El Emisario the perfect target. His greatest fear is shaming his grandfather. If we hit his coke operation in Okoro, he'll come running back to fix things. That's when we grab him. With a little luck, he'll give us everything we need to know about dear old grandpa. Không biết phải giết hay không nữa, mà chúng ta sẽ đánh cái thằng này rồi. Này là cháu của ông El Yayo, là ông trưởng của cái phần production. Cái nhiệm vụ đây chúng ta được unlock được khoảng 3 cái nhiệm vụ rồi. Có lẽ cái này, hai cái này mình xin unlock được sau khi mình làm hai cái, một trong hai cái nhiệm vụ này. Thì là vậy, chết là vậy, vừa mới tới mà nó bắn luôn rồi. Hút này mình Rambo hơi nhiều. Bắn đi em. Biết có phải phá cái gì không? Có sniper nó bắn mình ghê quá.
thì các đậu nó bay xuống rồi đó. Muốn xịt cả khói à. Ra anh em ơi. Shit, we got a sniper. Nãy giờ sniper một đống rồi còn nữa. Ôi, ôi chết kìa. Chết rồi. Lên, có mày lên được không ta? Bắn nhau một đống cái tiền té xuống đây. Nó tính né cái khu kia mà nó đang đét. Sniper take cover. Ồ bắn xuyên tường luôn không? Mình tính không bắn thôi nhưng mà nó bắn dữ quá. Ồ sniper bắn phát ná thở luôn. Wow 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 wow. Khoan, nó không biết nó cho nổ hay là cái gì nữa ta. Thằng này nhây vãi. Bắn nó cho anh, bắn nó đi, bắn nó đi. Anh đang cần xử lý cái đống này nè. Ô bình rồi nè. Chứ chúng ta đâu có làm gì đâu không. It's running. Đó. Now all we need is a spark. Then we run like hell? We most definitely run like hell. Mình cứ tưởng bắn vô cục đó chứ ta. Ta phải mở cái hộp gì đây, cầu chì. Mình cung rõ cái này. Job's done. Let's get the hell off this boat before it explodes. Thì phải ra khỏi chỗ này trước khi nó nổ rồi. Ê, đừng như vậy chứ. Move your asses. This thing's about to blow. Tự nhiên té xuống đây. Sắp nổ rồi, sắp nổ rồi. Nổ đi. Nổ chưa? Chứ còn mấy giây nữa nổ rồi, đứng đây quay tận cảnh thôi. 2, 1, nổ, nổ đi. Ú, quá đẹp. Quá đẹp. Xong, xong vụ rồi đó. Any day you blow shit up is a good day. Mỗi ngày mà bạn ta nổ nhiều thứ thì sẽ rất là vui. Và chúng ta tới nhiệm vụ tiếp theo đây. Và lại mình tìm cách cái đường lên nữa rồi. Giờ này khá là khó lên á. Mình chỉ sợ là có sniper kiểu kiếm chỗ nào đậu dưới đây an toàn chứ. Những cái chỗ này lên chắc nó ok ổn. Ê, ê, ê. Mém đều bị hư mấy bay. Có vẻ ổn, có vẻ ổn. Xuống đi anh em. Chắc mấy bạn không sao đâu. Tụi mình bơi vào khỏi cái chỗ này đó. Mình sẽ lên phá củi đi bao cái này. Chơi máy bay vẫn còn ngon. Chơi máy bay vẫn ok, không có chuyện xảy ra. Cái là mình phải phá hủy hết cái gì đó. Get inside and destroy their mixing vats and ovens. Taking those out will shut the place down for months. Nó đâu rồi, cái thằng này mình vừa mới thấy nó rồi. Mình không thấy nó luôn á. Ủa còn một thằng nữa hả? Hên là nó chưa báo động á. Hên là nó chưa báo động thôi. You ain't worried about rubbing up against all those chemicals? Hey man, a few extra body parts never hurt anybody. Ủa dưới đây có cái hầm đi lên mới ghê chứ. Tụi này làm ăn kỹ quá ha. Trốn kỹ vậy. Ê, coi thằng, coi thằng. Ú, mấy mấy biểu hiện. Nó nghe tiếng súng rồi, nó nghe tiếng súng rồi. Trouble, get down. Wow, bắn 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 rác quá anh em ơi. Bắt đầu rồi. Chứ phải làm này nhanh mới được. Chúng ta không có nguyên ngày đâu. Wow, 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 nó bắn rác vậy.
Ui. Bắn phụ đi, bắn phụ đi. Mấy này muốn chết hay sao nè. Frag out, get some. Ngon. Còn hai cái đâu nữa ta? À đây đây, có con sâu. Còn hai cái khúc đằng sâu nữa. Thằng nào đó. Sống, ngon, đẹp, nhanh gọn lẹ ha. Ôi, tụi nó thấy rồi. Con cho bằng lái xe à. Ồ, một thằng đấy, đỡ gục rồi, còn thằng gục rồi. Đứa chạy được bao lâu nữa. Mình sợ trúng thằng kia tại vì chúng ta đang trong nhiệm vụ tra khảo. Rồi đỡ xe ra. Đứa xe dừng lại chưa nữa. Hudson, I got eyes on the assistant. Watch your shots. We still need him to talk. Chúng ta không bị giết nó, đó là vấn đề á. Rồi giờ tôi dí vào nó này chứ. Ồ, mà lái xe có vẻ hơi chạy trâu. Cái xe này, cái điều khiển như này nó có vẻ nhanh hơn bình thường. Ồ, mà cái biệt cái là nó quẹo khô vậy đó. Đã thì coi nhưng mà nó quẹo hơi gấp quá. Tôi thấy cho ta nên kiếm một cái xe hơi vậy. Drone. Ôi, làm cho nó dừng xe lại cái này. Đó. Qua đẹp, qua đẹp. Nó dừng chưa. Dừng trúng xe này luôn mới ghê chứ. Dừng rồi. Tôi lôi thằng này ra chứ kìa. Cảm ơn luôn. Nó tự động ra luôn. Chill out, you don't need that. That Bandejo's no threat to anybody. Let's see those hands, asshole. This Ford car has been destroyed. Whoa. Take cover! Oh, it's not. It's not. Này vẫn còn sống. Đi mày. Oh, shit! Ôi, đâu ra gọn hàng đó vậy? Chứ, tự nhiên cái thằng này chưa đâu ra, nó núp chứ đây mình không thấy luôn. Mình thấy xéo xéo tự cái thằng El Misero, cái hàng phụ tá của thằng này. Nó bắn mình gục luôn, mình không thấy hết trời. Lâu rồi mấy thanh niên chui ra mất thần lịch. Fucking hell. Mỗi lần nhỏ này đứng dậy cái fucking hell. Ủa, người ta tra khảo mà. Chứ mà bắt nó đi đâu. Người tưởng là Shrek nó chạy trở về, chứ ta tra khảo. Oh shit. Keep that to quieto. Mọi người đợi đấy nha, đang phải tra khảo con này cái này. Xuống mày. Ai hết đi mày. Don't kill me, por favor. I have a family. Access code to the cocaine. I have family, tao cũng có gia đình vậy. I've got two boys, two little ones. Má gì nó còn chạy. Tao có hai đứa con trai. Ừ, tao cũng biết. Tao có ba con trai đi hơn tao. I don't want to see the damn pictures. Just give me the access code and we're done. Chỉ cần đưa cái code truy cập vô là được rồi. You want to go sao này nick nói kể chuyện gia đình nha. Just give me the damn number. Tu bueno, mire, it's 654375. That's it, I swear. Thằng này chế, đừng tin á. Không hiểu sao mấy này tin giả thì. Lỡ đưa được code giả hay sao? Tao tin, tao tạm mày tin mày làm này không mày. Mình kêu mình tạm tin nó nhưng mà đâu có nói là mình đi không giết. Đi tới 3 cây số rồi. Ê. Fast and Furious fail dữ ta. vẫn lên được, vẫn lái được. Hay đó. Tao lo thấy mình lái ảo này chứ, đi sai dữ vậy trời. Mấy cái này nó nên cho mình fast travel được, nó tiện hơn nhiều. Địt. Tao lo muốn đi đường tắt tí mà nguyên mỏng đá đứng. Quẹt mẹ luôn.
Tôi nghĩ mình không chơi, không nên chơi vậy. Lái xe đàng hoàng sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình lái xe đàng hoàng nãy giờ mình xuống tới dưới rồi chứ đâu phải kẹt đá. YOLO anh em ơi, YOLO. YOLO. Sao cây cối thì kẹt trong lung lay. Cây gì cứng vậy? Cái nỗi xe tông mà không gãy nữa mà. Được, phải được. Không sao, không sao. Có một phép thuật ma thuật kỳ lạ nào đó là lật cái xe lại. Được. Mình thấy các bạn mình lái xe cái này hơi hại xe. Không phải hơi nhưng mà hơi có phần quá. Mình luôn muốn lái cho nhanh nhưng mà đó, xong chúng ta đã tới đường chính rồi đó, quá đẹp. Còn ba cây số nữa, hai cái máy trip thì nhỏ quá đẹp. Đi xa quá, lần sau tới thì thăng đi nha trời. Ờ không không, để thử cái xe này nè. Xe này hơi bị ngon mà tôi thử vô đây đá thôi. Cảm ơn nha, xe này lái hơi bị đã. Lái hơi bị nhanh, cái xe này không bữa cái xe mà mình nói là lái đúng nhanh luôn. Mình nhớ chỉ có một người lái mà chở cái chở một người đó đang chở hồi. Xe này lái đúng đã luôn. Hơi bị nhanh. Quẹo cua kiểu hơi bị sướng. Nếu mình còn thấy một chiếc khác nữa nhưng mà mình không nhớ. Nhớ tên xe đó tên nào, nó không hiện tên với lại mình không biết phải kiếm ở đâu nên cái xe đó mình lâu lâu mình mới thấy xuất hiện, còn thường cái xe này kia nó chạy chậm. Giờ mình thấy chiếc này xuất hiện chứ mình có lái một lần rồi. Và lần đó mình thấy lái nó là ảo, chạy rất là nhanh. Kiểu cua đó kìa. Ơi. Hơi quá đà. Là mình đang chơi bằng bàn phím, nhiều lúc mình không có quẹo cua gấp bằng giống như chơi bằng tay cầm. Chúng ta tới nè, đi cái này nhanh phết thôi chứ. Không có luôn, không để ý đâu. Chỗ này thì mình nghĩ là có. Wow, làm gì bắn ghê vậy. Ra khỏi xe đi anh em ơi, chúng ta có việc phải làm rồi. Mà chưa gì vô bị báo động rồi. Here we go. Once we're inside the factory, we take out control systems and cocaine stocks. Then we get the hell out. Get in, run around and break shit. Copy that. Lần nào cũng bị phát hiện mà vô đại luôn rồi. Có cái chỗ này nhìn như mình vô rồi thì nó quen quen. Đá cửa này không đá cửa được. Sao chỗ này nhìn quen quen quá ta. Tôi có cửa nằm đâu. The intel said they converted an old slaughterhouse into. Wait. À, chứ phải nhập cái code của ông nào, ông kia ông đưa cho mình thì chúng ta mới vô được. Đây có gì đây? Một cái xưởng hóa chất. Stop the cocaine production, chúng ta phá nguyên cái chỗ mà dây chuyền sản xuất này. Hack nữa hả? Này nhìn giống như cái CCTV nhiều hơn là hack. We'll hit the control room first. Copy that. Controls are foobarred. That'll shut down the factory for months. Where to next? Let's search the warehouses. We take out any cocaine stocks we find and then we exfil. Copy that. Không thấy mình luôn. Quá ảo. Mình nhập code vô cái này. Vô lẹ em ơi, nó bắn quá trời đó. Ôi, cái gì trong đây một đống luôn. Ồ. Né hay lắm. Cũng chết rồi. Weaver gục rồi, Được một cái chưa ta. There's a stockpile. Let's take it out. À cái trên nó không tính luôn rồi. Mình cứ tưởng là nó nãy mà nổ rồi chắc đều hai cái. Rồi không sao chúng ta hỏi. Frag out. Come in here, Daculeros. Cục đạn. Stockpile destroyed. Let's go. Anh đi kia gục rồi kìa. Ra trước nó đi. Ra trước nó đi kìa.
không có lúc gì kêu đồng đội ra vì vai nữa Ray, cái mà chạy mà nó ít phát hiện nó để đó, mình chạy ngang qua mặt kia kia đâu nha. Rồi mình tắt cái này đi, cái nòng ngắm này hơi khó chịu đối với mình. Tại vì lúc mà bạn muốn xử lý nhanh dùng cái nòng ngắm bình thường được rồi. Còn phải dùng cái này không nè. Wow 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 wow, một viên nữa mình. Trời mẹ bắn chuẩn vậy. Ôi thanh niên teleport. Thôi mày ngon lắm, mày ngon lắm. Sửa nó đi, sửa nó đi, sửa nó đi. Đó quá em. Còn ở đây là một cái nữa. Còn thang nữa kìa, thì mình bắn vào thang luôn. Quá easy. Có cái à đây đây, meditation ở đây, lấy cái này 100 cũng được. Nói chung mình cũng đang rất là cần cái meditation này nhiều. Mặc dù là mình làm xong nhiệm vụ của tụi Medi, cái tụi security nó cho bạn meditation rất là nhiều để bạn thấy upgrade được, nhưng mà upgrade vẫn như mình thấy thiếu nhiều cái cho nên chúng ta vẫn rất cần. Lock shorted, let's go. Got eyes on a cocaine stockpile. Frag out. Frag out. No, keep moving. Còn nào không? Damn, that was a shitload of pole vault we just wrecked. Somebody's gonna be pissed. Đúng là The Division đấy. He'll have to come out of hiding to deal with the fallout. Ấy là bộ đồ của The Division. Vô là cái boss. The damage you've done in Okoro has made El Emisario very nervous. He's terrified of what El Yayo will think when he finds out how much production capacity has been lost. Nói chuyện với cái ông bác sĩ của bên lực lượng kháng chiến. Thấy không? Không biết ông cho mình chúng ta không tin gì nữa. Cái chỗ này lên không được đó. À, rồi, đi. Đây, đây, lên rồi. Tú trên kia. Chạy hơi bị mệt luôn. Coming up on the hospital now. Doesn't look like El Emisario's made his move yet. Let's find the rebel CEO and tell him we're here. Right behind you, boss. Chúng ta phải hỏi cái đám bên này là nó biết về cái thằng này không mà nó sẽ báo cho chúng ta thông tin về cái thời điểm mà cái di chuyển cái gì đó. Cái chuyện cái nhẹ không? Chảnh chó không được nhìn mặt luôn mày. ¿Qué tal, compas? You've come just in time. My scouts tell me El Emisario's men are on the way. How's it looking here? We've sent away as many doctors and patients as we could. Hôm nay chuyển người đi chỗ khác rồi và chứa cả thuốc ngồi để ra khỏi này trước khi mà kia tới. Ok. Nói chuyện chúng ta còn phải biết ông con mình sinh ra tại đây chở mình chứ, nhưng mà vấn đề là chúng ta đang cần kia. Cuối cùng nó biến trở thành cái chỗ để chế cocaine ha. El Emisario's men could hit the place at any moment. We need to get dug in tight. Nó tính đánh chỗ này. Phải đợi anh kia tới ha. Ok. Không sao. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần rồi. Không biết ở đây. Ủa, nên tính nói là ở đây có phùng đạn hay không. Tụi Rebel đem đạn tới đây đứng để bên ngoài luôn. Để dùng cái súng nhắm để xử lý cái đám này nè. Mày thì tới hả con? Nhưng cho mày khỏi tới luôn. Nhìn quá ngầu ha. Ủa rốt cuộc là nó tính theo thời gian hay sao ta? Tự nổ luôn á. Giỏi phết. Có Rebel. We're clear over here. Có gì thang tới không ta? Người là có hả? Nghe tiếng, có phải nghe tiếng trực thăng hay gì đó. Không thích nhiều mộng thấy ai hả? Nhưng mà có cây này bất khả chiến bại rồi. Rồi hai chiếc tới luôn. Cái này nó còn lẹ hơn cả cái cây súng phóng lựu, mặc dù đám nó không có cao mà bắn mấy chiếc này được tới chừng cỡ hai phát súng kia nó mới nổ, còn cái cây này bạn bắn chuẩn là một viên là nó nổ rồi.
Tụi mình phải bắn chuẩn nha. Quá đẹp. Yeah, we got a fucking helo. You guys all good? Damn, I love this job. Yeah, I love this. Quá easy. Con bé nào không tới luôn đi. Quẩy đi, quẩy đi, quẩy đi, quẩy đi, quẩy đi anh em. Chi bác, chi bác, chi bác, chi bác. Nó tụi này nó gà quá, chi bác cái vậy thôi. Giờ phải đợi cho tụi nó tới nữa. Rồi xong. Hả? Ủa, vụ dễ vậy bái. Chỉ với một cái súng ngắm là bạn hơi hạ luôn, một đám như một cái gì đó. Một viên, ủa cái này mạnh. Cái này tính ra hôm qua giờ mình bắn cũng mạnh phớt ra với một viên thôi. Cũng tùy cây rắn một viên mà cây này cũng súng trợ. Congratulations on defending the hospital from a Lemisarius man. Tất nhiên là bắn cái đó đi dễ luôn. Cái gì, cái gì đi đáp ra đây nữa vậy? We'll just add it to your bill. There is one more thing. Before Lemisarius man attacked the hospital, one of my people loaded 12 vaccines and tried to get them to safety. Unfortunately, he was stopped at the unit at checkpoint and the truck was confiscated. Vậy rồi, mình đang thấy it's vậy, finally get those vaccines, Yankee. The truck is at the unit at base now. I know it's asking much of you, but frankly, there is no one else who can do it. Understood. We'll see what we can do. Heads up. We got UNIDAD patrols in the area. Probably a response to all the shit we've been stirring here in Okoro. Oh, okay. Là nói các bạn nó đang nghi ngờ. Target spotted. Chúng ta cho nên nó tưởng thêm cái UNIDAD tới. Target acquired. Stand by. Sniper out there. Sử mình sniper chứ đi. Bỏ xe đi. Hay là mình lên mình xử thằng này đi. Ready to engage. Để Ghost xử mấy thằng kia thì nó sẽ tiện. Rồi rồi. Còn ai nữa không ta? Mình chỉ sợ mình spot thiếu để coi bé nào bị spot, chưa bị spot đâu. Đây đây, hai con thanh niên. Got a tango. Got a tango. Operation White Beak. Chúng ta nhìn xuyên tường luôn á. Cái cửa kính mặc dù mình thấy nó, nhưng mà cứ tự nhiên lúc mấy game này sẽ không cho thấy mình nhìn xuyên quanh mà. Chứ tường bạn thấy nó là thấy thiệt rồi. Thấy luôn. Target spotted. Không thấy nó cũng không quan tâm đâu, trời bà đi. Tôi thấy thằng này đứng đó mà mình không xuất được. Nhưng mà vẫn còn mấy thằng kiếm tím này nhưng mà mình không thấy. Đây đây đây, một thằng. Chỉ sợ là mình bắn cái thằng kia nó lại phát hiện cái thằng nọ. Nó hơi phiền thôi. Cho nên bắn cái thằng này không ta. Mày chắc nó chỉ đứng ở đây thôi rồi. Ok. Tôi biết phải làm gì chứ. Tôi gắn nhỏ cái thanh nữa kìa. Rồi muốn làm gì làm. Cái này khó nhìn quá ta. Cái tưởng là nó không dính nha. Cái tưởng là nó không dính tại vì cái có cái mỏng đá này kia. Ờ đúng rồi, nãy giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy El Emisario trốn đâu, trốn kỹ gì đâu. Nên trốn đâu trốn kỹ rồi. Thằng này đứng cái canh cái cửa sao vô trời. Để rồi. Cái này không thấy rồi. Thế chúng ta vô được bên trong nè. Cái thằng ở đâu ta? Một đứa nè. Thanh niên kêu mình cứ tưởng trong nhà vệ sinh. Hôm nay cái nhà vệ sinh cũng đẹp quá đấy. Nhìn chỉ thiết kế nhìn giống Nhật Bản thôi. Mà không thấy hàng đó đâu ta. Mình spot hết luôn anh lột thay El Emisario. Vẫn không thấy nó đâu trời. Thằng nó trốn kỹ vậy. Có đúng nhiệm vụ nha. Okoro's a mess and Sueño is calling for El Emisario's head. Not even El Yeyo can protect him now. Track down El Emisario and bring him in. Let's see if he's willing to cut a deal. Nhưng mà giờ chúng ta không thấy nó sao chúng ta bắt nó được ta.
hoàn toàn không thấy nó luôn trời. Nên cái trốn kỹ mà. Để bắn cho bắn này rồi. Tangos are marked. What's the word? Nó sẽ nhắc lộn rồi, tao nhắc này nè. Eyes on the target. He's down. Oh shit, man. Một mắt thanh niên bị giết luôn rồi. Oh shit. Mình locate được nó nào nhưng mà nó vẫn không nhiệm vụ ta. Không cập nhật nhiệm vụ, nó giết thằng này trong đây ta. Kinh phớt. Phải nó không ta? Này nó thắt cổ từ vẫn qua cái thằng đứng cho bên nó vẫn như vậy, nó không biết chuyện này sẽ ra. Hay vậy. Sao mấy này thở ơ vậy cái đó. Nó mới nghe đây có cái chỗ lên được luôn. Mình sẽ đi vô bên trong. Tại giờ nó. Nhưng mà hình như chắc mà này không phải là El Misterio đâu mình gì. Tại vì chúng ta đang cần phải có vấn đề với thằng này. Không thể nào, chắc là thằng nào đó ngẫu nhiên nó chết trong đó thôi chứ mình sẽ đứa nào vậy đó. Coming up on the target area now. Get ready. Bowman can't wait to take a run at El Misterio, so watch your fire. We need to take him alive. Copy that. Nhưng mà lỡ nếu mà nó chết rồi sao chúng ta bắt được nó đây. Đỡ tôi bắt. Mà không cần tôi bắt, hắn mà họ đã chết rồi. Ờ, có cái đường đi, xong đi. Ây, phá ba thằng. Tangos are marked. Standing by. Got the target. Roger that. Target marked. Ready to fire. Fuck. Engage. Ôi, dưới nghe hàng dưới kia thấy đó. Put the hornet's nest. Fuerzas enemigas detectadas a todas las unidades. Disparen a voluntad. Here we go. Luna Death firing on cartel. Rõ ràng kia, rõ ràng là chỉ nó chết rồi, không tin. Chúng ta vẫn không có được. Mới mình bắn cái cây này cũng như sniper vậy, sợ dưới này. Đúng không? Chết liền. Luna Death has some fucking reinforcements. In position, target's marked. Just say the word. Vô anh em ơi. Target acquired. Say the word. Be damned. Ladies and gentlemen, El Emissario has left the building. Killed himself rather than face his own grandfather. So, El Emissario body. Cái body này. Ngồi cái đường nó không có cập nhật. We need to check the body, see if he's got anything on him. Nó chết rồi. Chắc chắn là giờ nó chết rồi, mình kia nó cũng xác nhận là mình chết rồi. Cái thằng canh giữ cái thằng kia nó cũng đứng đúng cái góc mà mình không thấy được luôn. Nó còn bức thư nữa hả? Got a suicide note. Bowman, this is no tự sát này, tự sát này. We found El Emissario. He's dead. He's dead. He killed himself. Left rồi. A note to El Sueño taking the blame for the loss of the labs in Okoro. Guess the shame of failing his grandfather was just too much to take. Này nó sợ là nó nhục nhục chứ không à. Nó sống lỗi gì trời. Nó sống lỗi mà cái lái nữa. Nhưng mà có nghĩa nó tôn trọng ông ngoại nó ghê luôn. Mặc dù ông ngoại nó làm. I do whatever it takes to get the job done. Same as you. I had told El Yayo and La Gringa to step up production. They claimed they were doing their best. Obviously, I had not been clear enough. This man's life was in your hands, and this is what you've done with it. I can't do this anymore. Please, just let me go home. I swear to God, I won't tell anyone what happened here. Sometimes I don't think you take me seriously. Next time, I will show you how serious I can be. Eyes on the grunt. He's alone. Next to that crate of comm gear.
sniper, top of the tower. Great mortars. Roger, target acquired. Target marked. Down. Katari, this is Nomad. We got the package you asked for. We're delivering it now. Bravo, my friend. Drive carefully. The glass ampules containing the vaccine are very fragile. Take a turn too quickly and... I get it. We'll be careful. Nomad out. Good to go. Open fire. Copy that. Nice job, Hotshot. Your team's still in number one.